6 năm ạ. Đối với mỗi người thì có thể 6 năm là một cái khoảng thời gian không phải là quá dài. Thế nhưng mà đối với chúng tôi thì đó không đơn thuần chỉ là một dự án giáo dục. Đó là tuổi trẻ, đó là những khát vọng, đó là sự bền bỉ, nỗ lực trong suốt cả một hành trình đã đi qua. Với một cái sứ mệnh mà ngay từ ban đầu chúng tôi đã đề ra, đó chính là không phải chỉ dừng lại ở việc cung cấp tri thức về môn ngữ văn cho các bạn học sinh, mà chúng tôi rất mong muốn có thể giúp các bạn ấy đưa những cái điều tốt đẹp từ môn ngữ văn áp dụng vào cuộc sống. Và trong một hành trình rất dài 6 năm vừa qua, chúng tôi đã luôn luôn gắng sức để làm điều đó. Xin chúc mừng khai trường trung tâm học văn Trị Hiền. Và như vậy, cơ sở đầu tiên của học văn Trị Hiền đã khai trường thành công tốt đẹp. Và đây sẽ là một địa chỉ tin cậy cung cấp các giải pháp học tập hiệu quả dành cho các bạn học sinh. Tới tất cả mọi người, đặc biệt là các em học sinh thế hệ tương lai của đất nước.